Mấy ngày nay trời mưa, cứ mỗi lần mưa như vậy, mình lại nhớ về căn nhà cấp 4, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhà xây từ rất lâu rồi, từ thời ông bà, tới thời bố mẹ Ly và Ly thì đã xuống cấp rất nhiều. Mỗi khi mưa xuống, nước mưa ngấm vào mái ngói và tường cũ, tạo nên cái mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà nghèo. Hồi Ly còn nhỏ, nhà chỉ có mái ngói không, chẳng có lớp trần nhà đâu. Nhiều hôm trời trở gió mạnh, ngồi ăn cơm, cục bột ngói rơi bụp cái trúng đầu, bụi ngói bay vào mắt làm cho mắt cay xè. Những đêm đông Lạng Sơn rét buốt, cái rét của miền núi cắt da cắt thịt, gió rít qua từng kẽ ngói vào nhà. Nằm ngủ mặc hai chiếc áo len, đắp ba chiếc chăn nặng trịch, đến ê ẩm cả người mà vẫn thấy lạnh. Về sau thì mẹ Ly mua thêm tấm bạt, cái loại bạt sọc sọc mà ngày xưa hay quây làm đám cưới để phủ dưới lớp ngói, bụi nó cũng đỡ đi phần nào. Thế nhưng mà hễ cứ trời mưa to là xô chậu trong nhà sẽ được đem ra huy động để hứng nước mưa cả. Đêm ngủ nghe tiếng mưa rơi ngoài trời, tiếng mưa nhỏ giọt tong tong vào xô chậu đang hứng dột, tạo nên một bản hòa tấu nghe rất buồn. Ly ghét mưa lắm, cứ mỗi lần mưa trong nhà lại ẩm thấp đến độ cảm thấy quần áo có thể vắt ra nước. Nền nhà chỉ là những viên gạch đỏ ghép vào nhau, mưa gió người đi từ ngoài vào làm gạch ướt thẫm. Nền gạch thì hàng ngày không được lau, nên khi gặp nước mưa, đất cát bụi bẩn tích vào hàng ngày loang ra một lớp đen lầy đục, nhớp nháp và khó chịu. Mưa âm u làm căn nhà vốn đã cũ kỹ nhuốm thêm một màu trầm buồn hơn nữa. Những ngày mưa như thế, chỉ mong bao giờ bố mẹ lát được cái nền nhà đá hoa. Tự hứa với lòng mình, nếu có nền nhà đá hoa sẽ luôn rau lọ, sạch sẽ, sáng bóng. Ly đã nuôi ước mơ từ nhỏ như vậy, từ khi các bạn vẫn lo toan chơi búp bê, tô màu, vẽ thủy thổ mặt trăng, thì Ly đã ước mơ sau này có căn nhà 2 tầng, cho cả gia đình cùng được ở. Ly cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần, ngay cả nhà mình bước vào căn nhà mới, ai cũng có một căn phòng của riêng mình. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn mưa, Ly vẫn chạnh lòng nhớ về căn nhà cũ, nhưng trong tim lại có thêm nhiều phần ấm áp và an tâm. Vì giờ đây đã không còn tiếng gió rít qua kẽ mái, tiếng mưa rột rơi long tong vào xô chậu, cũng chẳng còn mùi ẩm mốc năm nào. Chặng đường tương lai còn dài, có những ước mơ lớn hơn vẫn còn đang dang dở, nhưng thực tại sẽ là một phần động lực để mình vững tâm xây tiếp tương lai.